Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nhà hát Rokos đã biến thành đống đổ nát sau vụ tấn công, trong khi người dân trên khắp nước Nga đặt hoa cấu bông để tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công. Tầng trên cùng của nhà hát Rokos City Hall tại Krasnogorsk, ngoài ô Moscow, gần như bị thiêu rụi hoàn toàn các hình ảnh do hãng tin RT đăng tải cho thấy cảnh tường đổ nát, mảnh vỡ vương vải khắp khu vực bên trong hội trường và sảnh của nhà hát trong khu phức hợp mua sắm giải trí Rocket City. Một số khu vực bị cháy đen, khói vẫn còn bốc lên. Trong khi đó, thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết một phần mái của khu phức hợp đã bị sập xuống do ảnh hưởng của hỏa hoạn. Đến sáng nay, ngọn lửa về cơ bản đã được khống chế, chỉ còn một vài khu vực nhỏ vẫn âm ỉ cháy ông cho hay lực lượng cứu hộ đang tiếp tục dọn dẹp các mảnh vỡ dập tắt đám cháy và đã có thể tiếp cận kháng phòng nơi hỏa hoạn nghiêm trọng nhất hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường một nữ nạn nhân cho biết cô đã may mắn sống sót nhờ giả chết ban đầu những kẻ tấn công phát hiện cô và một số người khác nhưng khi nghĩ rằng tất cả đã thiệt mạng chúng nhanh chóng xả súng về phía những người đang tháo chạy khi ngọn lửa bùng lên trong tòa nhà cô cố bò về phía gần cửa để tránh bị ngạt sau vài phút, cô có thể bò tới lối ra nhưng vẫn bị bỏng. Một nhân chứng khác cho biết vụ tấn công xảy ra ngay trước chương trình biểu diễn. Sau khi một nhân viên bảo vệ hướng dẫn các nạn nhân vào một căn phòng nơi có các bình nước hoặc bình chữa cháy, có khoảng 50 người ở đó, họ được tự cứu mình bằng cách làm ướt quần áo, lấy vải ướt che mũi và miệng, ngồi xuống sàn càng thấp càng tốt và cố gắng phá những cánh cửa phía sau. Sau đó, lực lượng cứu hộ có mặt phá cửa và đưa mọi người ra ngoài. Theo các điều tra viên Nga, những kẻ tấn công đã tẩm xăng và màn sân khấu và ghế ngồi rồi châm lửa đốt, khiến đám cháy bùng lên dữ dội, bao trùm nhà hát Rokos City Hall khi mọi người vẫn mắc kẹt bên trong. Phần lớn mái của nhà hát sập xuống chuông vùi nhiều nạn nhân bên dưới. Các hàng ghế ngồi trong nhà hát gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Đây là nơi nhiều nạn nhân đã ẩn nấp khi nhóm tấn công nổ súng bừa bãi vào khán giả đến xem buổi biểu diễn ở nhà hát. Lực lượng hành pháp đã phải liên tục vận chuyển nhiều túi đựng thi thể khỏi nhà hát để đưa ra xe chở xác. Vụ tấn công nhà hát Grozny City Hall gợi nhớ lại cuộc tấn công nhà hát Dubrovka ở Moscow năm 2002. Các chiến binh ly khai Chechnya khi đó đã bắt 912 người làm con tin, để yêu cầu quân đội Nga rút khỏi Bắc Caucasus. Cuộc đụng độ giữa lực lượng đặc nhiệm Nga và các chiến binh trong nhà hát khiến hàng trăm người thiệt mạng. Sau khi xảy ra vụ tấn công tại tòa nhà Krokus City Hall nằm trên đường Vành Đai MKAZ giữa thủ đô Moscow và tỉnh Moscow, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, tham tán Vũ Xuân Việt, trưởng phòng lãnh sự phó băng công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, người trực tiếp tham gia công tác bảo hộ công dân Việt Nam cho biết hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công này. Ngay sau khi nhận được tin, Đại sứ quán đã triển khai ngay công tác bảo hộ công dân, cử người đến hiện trường và từ đêm cho đến 5 giờ ngày 23 tháng 3 đã giải cứu được 12 người Việt, đưa họ về nhà an toàn. Ngoài ra, cán bộ đại sứ quán cũng đến nơi tập kết người để sơ cứu tìm xem còn người Việt Nam nào không và cho đến nay vẫn chưa có thông tin về nạn nhân nào là người Việt Nam. Cũng theo tham tán Vũ Xuân Việt, trước mỗi thông tin về mất an toàn hay tấn công nguy hiểm, đại sứ quán đều gửi cảnh báo đến bà con cộng đồng thông qua Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga thông qua các hội đoàn các nhóm mạng lưới cộng đồng có uy tín cao cũng như các kênh truyền thông của người việt nam tại nga nội dung khuyến cáo bà con hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng hạn chế đến những nơi đông người như bến tàu bến xe ga tàu điện ngầm nhà hát chợ đầu mối đồng thời luôn nâng cao tinh thần cảnh giác theo dõi báo đại địa phương tuân thủ những chỉ dẫn của chính quyền sở tại trong những tình huống khẩn cấp bên cạnh đó đại sứ quán cũng kêu gọi bà con khi mà xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc có thông tin về những tình huống đó thì liên hệ ngay với Bộ phận Bảo hộ Công dân, Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga theo số hotline trực 24 trên 7. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23 tháng 3 có bài phát biểu trước cả nước về vụ nổ súng ở khu phức hợp Krokus khiến hàng trăm người thương vong. Ông chỉ trích vụ tấn công là hành vi kinh hoàng, cam kết sẽ trừng phạt tất cả những người có liên quan, đồng thời ông Putin tuyên bố quốc tang vào ngày 24 tháng 3 để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công. Tổng thống Nga cũng bày tỏ lòng biết ơn tới những người làm nhiệm vụ phản ứng, cứu hộ tại hiện trường, cơ quan thực thi pháp luật và những công dân bình thường đã giúp đỡ các nạn nhân của vụ tấn công. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đang nỗ lực thực hiện các biện pháp tập trung và việc ngăn chặn không để bất kỳ sự việc tương tự nào xảy ra nữa. Ông tuyên bố tại Moscow và trên toàn cảnh Moscow cũng như ở tất cả các vùng của đất nước, các biện pháp chống tấn công và chống phá hoại bổ sung đã được áp dụng, điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn những kẻ đứng sau vụ tấn công này phạm thêm tội ác mới. Tổng thống Nga cũng đề cập lại thông tin đã được cơ quan an ninh đưa ra trước đó về việc đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ xả súng. Ông nói thêm những kẻ tấn công bị bắt quả tang đang chạy trốn về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một con đường vượt biên đã được chuẩn bị. Ông nhấn mạnh, tất cả thủ phạm, người tổ chức và chủ mưu đằng sau tội ác này sẽ phải nhận hình phạt công bằng và tất yếu, dù họ là ai, ai hướng dẫn họ. Tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ xác định và trừng phạt tất cả những kẻ đứng đằng sau, những kẻ đã chuẩn bị hành vi tàn bạo này, cuộc tấn công vào nước Nga và người dân của chúng tôi. Tuy nhiên, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định Kiev không liên quan đến vụ tấn công ở Moscow và rằng những gợi ý về mối liên hệ với Ukraine không có gì giống với thực tế. Khu phức hợp trung tâm thương mại Krokos City Hall ở thị trấn Krasnogorod, ngoài ô phía tây Moscow, đã bị các tay súng tấn công vào tối 22 tháng 3 giờ địa phương. Vụ tấn công xảy ra ở thời điểm ngay trước buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Nga Picnic, khi địa điểm có sức chứa ước tính khoảng 7.500 người đã gần kín chỗ. Những kẻ tấn công trang bị súng trường, đột nhập và xả súng vào khán giả, sau đó đốt cháy tòa nhà và bỏ trốn khỏi hiện trường. Giám đốc cơ quan an ninh liên bang FSB Alexander Bonikov đã thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc bắt giữ 11 cá nhân liên quan đến vụ tấn công tại tòa thị chính Krokus ở thị trấn Krasnogov, ngoại ô Moscow, theo ông trong số những người bị bắt giữ có bốn kẻ tấn công trực tiếp liên quan đến vụ xả súng chúng bị giam giữ cách nhau vài giờ ở vùng brian sau khi những kẻ tấn công tại tòa thị chính crocus bị bắt một trong số chúng thừa nhận đã đồng ý thực hiện vụ tấn công vì tiền và cho biết hắn nhận lời với giá năm 000 rup theo fsb những kẻ tấn công đã lên kế hoạch trước cho vụ tấn công vào tòa thị chính crocus sau vụ tấn công, bọn tội phạm có ý định vượt biên giới giữa Nga và Ukraine vì chúng có liên hệ với phía Ukraine. Tuy nhiên, bọn tội phạm không đến được biên giới với Ukraine và bị chặn lại trên đường đi ở vùng Brian. Hãng tin Sputnik đã công bố một video cho thấy nghi phạm tên là Samusdin Farisdum, sinh năm 1998 đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và nhập cảnh vào Nga từ ngày 4 tháng 3. Nghi phạm khai rằng cách đây một tháng, anh ta đã được một người giấu tên liên lạc qua Telegram và sau đó cung cấp vũ khí. Nghi phạm cũng thừa nhận rằng những người phụ trách đã chỉ thị cho anh ta giết tất cả những người trong phòng hòa nhạc. Những người phụ trách đã hứa sẽ trả cho nghi phạm 500.000 rúp, tương đương với 5.400 đô la Mỹ nếu thực hiện vụ tấn công ở Moscow, nhưng sau đó chỉ chuyển vào tài khoản của nghi phạm nửa số tiền ở trên. Mặc dù vậy, nghi phạm cho biết mức tiền được hứa hiện đã lên tới khoảng 1 triệu rup, tương đương với 10.800 đô la Mỹ. Những người quản lý Telegram đã giao cho người đàn ông một nhiệm vụ và chuyển một nửa số tiền vào thẻ của anh ta. Người này được cung cấp vũ khí và được huấn luyện trong một tháng. Nghi phạm cũng khai rằng anh ta đã đánh rơi thẻ ngân hàng trong quá trình chạy vào rừng để trốn tránh sự tìm kiếm của cảnh sát.